Xin chào các bạn, nếu các bạn chưa đăng ký kênh thì chưa đăng ký để cập nhật những video mới nhất mình chia sẻ trên kênh. Trong video hôm nay mình xin dẫn mọi người dự án Aerox đến từ Avianis. Tham gia dự án này mọi người sẽ vào link chuỗi tạo trình sau đó các người ta đang cầu cho mình nhé. Ok, sau khi vào đây bấm start mình rồi sau đây bấm cho Aerox. Ok, ở đây mình chuẩn bị khắp trai cho mình nhé. 4EV 4E 3G 4D. Rồi bây giờ bấm submit data. Ở đây mọi người sign up website, mọi người sẽ đăng ký tài khoản trên website này cho mình nhé. Sau khi vào đây mọi người sẽ bấm vào hình người này, nó sẽ hiển thị như thế này, thì mình bấm register cho mình nhé. Tại bấm register này, nhập địa chỉ email của mọi người vào. Rồi tiếp theo nhập mật khẩu của mọi người. Ok, sau đấy mọi người sẽ bấm vào register. Ok, sau khi mọi người bấm sign up đăng ký thì nó sẽ giao diện như thế này nhé. Rồi mọi quay trở lại Telegram, bấm đôn mình. Rồi tiếp theo join vào kênh group và kênh channel Telegram, sau đó nhập username tài khoản Telegram mọi người vào đây, bấm vào kênh channel này, bấm join cho mình. Ok rồi, sau đó quay trở lại cho mình, join vào kênh group Telegram, đồng thời chat cho mình một từ. Ok, sau đó quay trở lại, mọi người sẽ nhập username tài khoản Telegram mọi người vào đây nhé. Rồi bấm gửi cho mình. Tiếp theo follow kênh Twitter cho mình. Ở đây bấm theo dõi này. Có cần like gì tiếp không? Có mở kéo link sau khi follow xong mọi cái xuống bài đăng này. Mở bấm thích này, retweet lại bài đăng. Ok, sau đó quay trở lại. Copy profile link kênh Twitter của mọi người sẽ được gửi vào đây. Rồi tiếp theo follow kênh Facebook này và chia sẻ bài đăng. Mình sẽ mở kênh Facebook lên, ở đây bấm theo dõi này, sau đấy kéo xuống dưới này, sau khi mọi người vào kênh Facebook thì mọi người sẽ kéo xuống này. Mọi người bấm like bài viết này, sau đây bấm vào chia sẻ bài viết này lên trang cá nhân của mọi người. Ok, sau đây bấm vào quay trở lại cho mình, bấm trở lại này, tiếp theo bấm vào phần avatar kênh của bạn này, đây đây nhá, bấm vào avatar này, kéo xuống dưới này, mọi người bấm vào ba gạch này, ở đây mọi người bấm sao chép cho mình, bấm ok. Rồi sau đó gửi profile link kênh Facebook của mọi người vào đây. Ok, tiếp theo địa chỉ ví, ở đây mọi người dùng địa chỉ ví ETH hoặc địa chỉ ví Binance Smart Chain ở trên ví Trust Wallet hoặc là ví MetaMask của mọi người nhé. Đây một copy địa chỉ ví, sau đây gửi địa chỉ ví vào đây cho mình nhé. Ok, bây giờ mọi người sẽ bấm đây, mọi người biết này, thông tin. Rồi tham gia dự án mọi người sẽ nhận được 5 đô token AVN nha mọi người nhé. Và đây mọi người sẽ có link red, mọi người chia sẻ bạn bè người thân kiếm thêm token này chẳng hạn. Ok, cảm ơn mọi người xem video, tạm biệt mọi người, hẹn mọi người những video và dự án tiếp theo.